Hoàng Nghiên xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người được trở lại kênh chia sẻ. Hôm nay Hoàng Nghiên xin mời mọi người theo chân của Hoàng Nghiên tới thăm một gia đình thứ hai, đó là gia đình một bà mẹ ngoài 60 tuổi mắc bệnh ung thư lưỡi. Thì xin mời mọi người theo chân Nghiên ghé thăm bà mẹ nhé. Xin mời mọi người. Vâng, bây giờ thì Hoàng Nghiên đã tới chỗ gia đình của bà mẹ rồi. Thì xin mời mọi người theo chân Hoàng Nghiên vào thăm bà mẹ. Xin mời mọi người. Đây mọi người, thầy ba đây, ba là tên họ đầy đủ là ba Nguyễn Thị Liên. Nguyễn Thị Liên này. Năm nay ba bao nhiêu tuổi đây chị? 64 tuổi. Ba năm 64 tuổi. Ba năm bây giờ lên này tôi ba giờ hiện tại là ba hướng nội. Thì hôm nay người chúng bọn em cũng bên đây cần chia sẻ thì cũng nghe tiếng ba là cũng mắc bệnh hiểm nghèo, thì cũng anh em cũng để qua đây thì cũng thăm hỏi để cho gia đình mình thực hiện thăm hỏi thì sức khỏe của ba, nên em cũng hoặc là cũng anh em cũng có cũng bị đông nhiều và không sửa để là thăm hỏi ba, rồi cũng mong ba là cũng thuộc tháng đầy đủ với ăn uống không đảm bảo những sức khỏe tốt. Thì cũng là bên gia đình là bên mẹ cũng có cơ hội trong nhiều, thì cũng có cũng đi anh gửi đến cho ba và phải thăm ba là mẹ, thế là một cái ba mua sữa thì cũng chỉ là cũng không mong ba là khỏe. Chị cảm ơn hai anh em và cảm ơn gia đình bác sĩ khi qua tháng ba năm nhìn cảm ơn ba cũng cảm ơn nhiều. Thế như bản thân thì cũng hay mong muốn nhưng mà của cái tinh thần của anh em đang sợ mình cũng quỹ rồi nhưng mà nhiều như họ để thắm lên cái tình gì được cái biết nó cũng may mắn là ba cái nồi càng của ba mình tốt, nhưng mình lười nên nó cứ đâu ạ cũng muốn mình mệt, tức là ai biết là ba bái rồi nhưng ba là biết cái tắm bái được, nhưng mà một số là mỏi mà được nhỉ. Cái giờ nó chỉ chút lâu này, mà này cái cải phan này là cái cục khúc này nó rõ thành lắm. Cái do uống là mình phải chuẩn bị nước sữa hay là chảo cho nó mình bị voi à? Hay sao? Đúng rồi, nhưng mà nó cứ không cái họng nó lưỡi nọt được cái lưỡi mọi lưỡi nhưng cái họng mình là quá quá lưỡi. Đấy, nó bị viêm quan lưỡi. Nó nọt mà cũng tối đấy. Giống như con rắn cổ đã nó cho mình ngoài từ nó cái gì? Chà. Chị đi làm công việc riêng tư của gia đình đi công việc của bên nhà chồng rồi đó là như buổi trưa buổi tối đó là ăn uống của ba thì chị phải về chị lắm ở đấy thì chị đi quanh chị phải về những cái công việc của chị thì để thì để tối ngay nhưng mà cái mèo nó cũng sạch sạch nó phải cũng đi mặc trưa mặc chiều gì mà về từ lúc ba bị phát tác tầm khoảng bao nhiêu lâu mà nhanh vậy chị? Vài món thứ nên là để mà ốm mà mọi món thứ nói lỗi những cái thứ nó chuột thì nó điều kiện thì nó lại chuột quá. Bên lại cơ bản là như mình dân dã ở đây mình không để ý những bệnh đấy. Nhắc cái gì nó nói là người ta nói chuột quá thì lại là điều kiện.
chứ không phải ông thử một lần mong cũng thử một ông thử gặp cái chính tao nói nhưng tôi lừa đi cũng mẹ nó bảo tiền để mong bình ra lấy ông thử thì ít nhất cũng từ bệnh tạm tạm chứ không phải là một hai bữa mới thành ông thử như thế. Đi mẹ ông khi mà ái mà về viện như vậy thì cảm cảm thật là cảm khuyến quá về tiền hạn chứ không cảm sống thương nó có việc ông thích mình phải thứ nào không đến lúc đến khi phát hiện ra bà bị ung thư là lúc ấy là coi như nặng rồi. Nghe dâu đi ăn kiểu cố gắng như thế nào, cho mình phải có đứng hơn. Bảo giờ mình ung thư chứ tồi đau. Giờ còn như vì mình như tổn thương hôm nay đó, cũng thuộc bà lắm chị đêm của bà thì cũng bị ở Sài Gòn nhưng mà những giờ thì không đợi bà lắm được nữa nó bị khởi hạt nghe cảm thấy nó gân hạt của mình nghe rộng rộng đó là phải chấp nhận chỗ cánh của tao chống thể giống như vừa đó một ngày quy định là bà lắm uống nhưng như vừa thầy buồn thì này trước là cứ theo cứ theo bữa nhưng bây giờ là cứ đau, cứ đau là uống đau có sự lựa chọn nữa. Bây giờ đau là phải uống. Đau. Cứ đau lúc nào là gần đau lúc nào là uống không này. Đau cứ như đau mà một đến cụ thể trong bản cái đi mua được mà mưa giờ đến phải đi đó. Hết khi nó tập mưa giờ đến thì phải đi mua thuốc đó. Từ khi ba đậu này còn có đi. À, những người mọi người có những cái trong gọi là bán cái thôn là cái cũng có ở xã ấy, nhưng mà có cái gì ở đấy cái tính thân của thôn và lại ở xã thì họ cũng có tuổi long niên vẫn thôn cũng có về đến xã cũng có. Nói chung là do hoàn cảnh của ba thế này thì đau ốm thế này thì nói chung là cũng đau nhiều là anh đúng là rách vậy thôi nhưng cho mình biết sao thì cái bà căn bệnh này thì nói đúng là người ta nói là ung thư thì không trường một ai hết thế nên mong ba kéo được dài một thời gian cho con cháu rồi cùng ăn uống cho nó đảm bảo tuổi tháng cho ba một thời gian cho nó khỏe. Em tại vì ngày xưa thì ba luôn khỏe nên luôn công việc bà xiêm em không biết ông thấy đấy những cái lạc những cái đau những cái cậy nó ba lắm đó chỉ cần đối chắn nó vừa được ba sẽ làm giờ mọi được đến được ánh cũng được nhưng khi sửa ba mũi thì ông bác sĩ ông lắm ba không phải là đâu khi nào ra nó chỉ nó có nhưng mà số ba nhưng cũng gọi kiếm ba bác sĩ mình với ba sĩ các cụ người ta số thì ba phiếm, ba thì cần tiền, ba thì cuộc sống cám cổ khỏe hơn nếu mình rơi một phiếm. Qua đây thì bọn em cũng đến thăm ba rồi chứ. Từ khi lúc đó về thì nhà em cũng là để mong sao thì nói chung là cũng chỉ qua đây thì chỉ cũng qua lại ba chăm sóc ba mong ba khỏe, cuộc sống đầy đủ như nhà. Chào con Thiên nhé. Bà ơi, vậy thì anh em con đến thăm trước tiên là thăm sức khỏe bà. Bây giờ thì anh em con muốn chia sẻ lên để mọi người biết thì có gì gặp được cái bác sĩ chuyên khoa này kia ấy, thì giúp bà đỡ đau hơn. Thì bây giờ anh em con đến thì cũng gọi là cũng ít đồng nhiều thăm bà vậy. Thì bây giờ anh em tụi con xin phép rồi anh em tụi con về nhé. Bà. Chúc bà mạnh khỏe quá nhé. Dạ. Mọi được. Chào bà nhé, nhà con về bà nhé.